một bông hồng có giá hơn 17 triệu, tin được không? Nhưng mà không phải là bông hồng này, mà là MSI Modern 14 Beige Rose. Đẹp như này thì chắc gì hiệu năng đã ổn định, đấy chắc hẳn là suy nghĩ của nhiều bạn đúng không ạ? Và để trả lời cho câu hỏi đó thì mời các bạn hãy theo dõi video sau đây nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Điều khiến mình ấn tượng đầu tiên với chiếc máy này đó chính là thiết kế ngọt ngào với tông hồng cực kỳ bắt mắt, nhưng cũng không kém phần cá tính với những đường vát cắt gọt cực kỳ dứt khoát và tinh tế. Vừa sang, xinh lại còn đẳng cấp. Đứng trước sự ngọt ngào này thì chị em làm sao mà cầm lòng được đúng không ạ? Vỏ ngoài được làm bằng nhôm rất chắc chắn và đầm tay. Khi sờ vào em máy này thì sẽ cảm thấy mát lạnh ngay lập tức, kể cả trong thời tiết oi bức như máy ngày hôm nay. Đặc biệt là bản lề của em nó có thể gập mở đến 180 độ. Và đây sẽ là một điểm cộng của em máy này, giúp cho bạn thỏa sức sáng tạo đấy. Siêu mỏng nhẹ với độ dày chỉ 19,35mm, cân nặng chỉ 1,4kg nên em máy này đảm bảo được tính cơ động của một chiếc Ultrabook thế hệ mới. Các chị em cứ thoải mái thả nhẹ chiếc máy này và ba lô, túi sách để đi mọi nơi mà không cần lo ảnh hưởng đến cuộc sống nhé. Đấy, các bạn thấy không? Mình hoàn toàn có thể cầm em nó và nâng em nó bằng một tay, chứng tỏ là tính di động của chiếc laptop này cực kỳ cao nhé. Vì là chiếc laptop 14 inch nên MSI Model 14 không được trang bị 5 pad cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên thì bàn phím của chiếc laptop này lại được thiết kế khá lạ mắt với khả năng thao tác cực kỳ mượt mà trên các đầu ngón tay, vô cùng nhạy bén. Khi thao tác trên các mặt bàn phím thì mình thấy hành trình phím khá là sâu, khoảng 1,4 đến 1,5mm, tối ưu hóa cho việc nhập dữ liệu, tạo cảm giác gõ phím tay thích hơn và phản hồi tốt hơn. Ngoài ra, đèn nền bàn phím rất thân thiện giúp bạn làm việc hiệu quả ngay cả trong môi trường làm việc thiếu sáng. Touchpad mượt mà, cảm ứng đa điểm cực kỳ nhạy bén mang lại cảm giác thao tác thoải mái cho người dùng. Mình đang thực hiện các thao tác trượt, di, quận trên mặt touchpad cho cảm giác rất mượt mà và không hề bị bết dí đâu nhé. MSI Modern 14 là một trong những chiếc laptop dành cho sinh viên có màn hình khá ấn tượng. Máy sở hữu kích thước 14 inch Full HD, tần số quét 60Hz, độ phủ màu 45% NTSC và tấm nền IPS. Đây quả thực là một màn hình xuất sắc trong tầm giá phổ thông với thiết kế viền siêu mỏng, góc nhìn rộng, mang lại trải nghiệm nhìn đẹp mắt. Chiếc màn hình này sẽ đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc và giải trí của bạn. Như các bạn có thể thấy thì viền laptop mỏng nên màn hình chiếm tỷ lệ lớn hơn so với tổng thân máy, mở ra góc nhìn rộng cho người dùng. Đối với màn hình của MSI Modern 14 thì cho cảm giác làm việc và giải trí cực kỳ hài lòng trong tầm giá 17 triệu. Để trả lời cho câu hỏi hiệu năng của chiếc laptop này có ổn định hay không thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cấu hình của em nó. Tuy vẻ ngoài có vẻ ngọt ngào nhưng em nó lại sở hữu một cấu hình mạnh mẽ với CPU Intel Core i5-1335U cùng 10 nhân và 12 luồng, 16GB DDR4, 512GB SSD cùng các đồ họa onboard Intel Iris Xe Graphics giúp cải thiện hiệu suất một cách tối ưu nhất để đáp ứng mọi nhu cầu đồ họa văn phòng phổ thông với các phần mềm như ứng dụng Photoshop. Nếu so sánh MSI Modern 14 với các chiếc laptop khác cùng phân khúc thì em nó sở hữu một cấu hình vượt trội hơn hẳn, rất phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên và dân văn phòng. MSI Modern 14 được trang bị camera HD cho hình ảnh khá sắc nét, màu sắc khá nịnh mắt, chắc chắn giúp bạn tự tin hơn rất nhiều mỗi khi tham gia vào các lớp học trực tuyến hay là các buổi học online đấy. Tuy là một chiếc laptop văn phòng nhưng mình thấy MSI Modern 14 có thời lượng pin khá tốt. Bạn có thể sử dụng em nó thoải mái xuyên suốt trong nhiều giờ đồng hồ, dù bạn thực hiện các tác vụ làm việc, giải trí với viên pin 39Wh battery. Với thời lượng pin như vậy thì bạn hoàn toàn có thể thoải mái cho một ca làm việc mà không cần đến sự hỗ trợ của sạc đâu nhé. Tuy nhiên thì bạn hãy cứ mang theo sạc để đề phòng sự cố nhé. Cổng kết nối của chiếc laptop này khá đa dạng và đầy đủ, đồng thời cũng cho khả năng tương thích tốt với các kết nối không dây như Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.1 cho đường truyền không dây nhanh, mượt và ổn định. Chiếc laptop này được trang bị các cổng kết nối như USB-A, USB-C, microSD và HDMI, dễ dàng kết nối theo nhu cầu của bạn để bạn có thể làm việc thoải mái hơn. Nói chung, với cấu hình mạnh mẽ, thiết kế đẹp mắt, đánh giá chiếc laptop này trên thang điểm 10 thì cá nhân mình sẽ cho em nó 9,5 trên 10. Chỉ với hơn 17 triệu đồng và là một sản phẩm tới từ thương hiệu MSI uy tín thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn MSI Modern 14 là người bạn đồng hành của mình. Với thiết kế mỏng nhẹ, đẳng cấp, hiện đại, hiệu năng mạnh mẽ, đây chắc chắn sẽ là một sản phẩm cực kỳ phù hợp với dân văn phòng, học sinh, sinh viên, đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc giải trí của mọi người mỗi ngày. Bạn nghĩ sao về chiếc laptop này? Hãy comment bên dưới để cho mình cùng biết nhé! Còn nếu bạn đã quá mê sự xinh đẹp này đi thì hãy ghé ngay qua An Phát Computer để dinh em nó về với đội của mình. Đừng quên để lại một like, một subscribe nha. Xin chào!